ơi. Dạ ra. Dạ thẳng sao là vui rồi. Ở đây chết nhiều lắm rồi đó. Dạ ra. Dạ thẳng sao là vui rồi. Ở đây chết nhiều lắm rồi đó. Leo không nổi luôn anh em. Và thật sự lần đầu đi cái đèo này, núi trẻ này rất là đẹp luôn, rất là hữu tình mát mẻ, đấy đẹp hơn Đà Lạt luôn anh em.
sao trời. Bay xuống đây luôn à? Bay xuống luôn. Bay nằm dưới luôn. Nãy ông chạy sau hay chạy trước? Ô nãy tôi chạy sau nhưng mà lên là tôi thấy xuống nào đây nằm rồi. Nãy em tới đó. Rồi có người có sao đó nãy. Té cũng nằm ra. Không à. Xem người. Nguy hiểm quá. Bay cái trụ luôn nè. Phải không? Đâu có. Trụ cũ à. Giờ còn gì sao chạy nữa. Cầm lấy đồ. Cái này gãy luôn rồi. Không. Sửa này. Chạy đốt luôn. Giao bẻ này ra luôn bỏ. Bẻ lấy cầm cái số về. Cầm nẻo luôn đi cho khỏe. Không lấy sợi dây cột vô luôn. May mắn rồi đó. Cái này còn xài được không mà. Đã số kéo anh lên. Giờ anh em đứng sát vô đây coi chừng tai nạn nữa bây giờ. Dạ. Tai nạn rồi. Đứng sát sát vô đợi tai nạn nữa. Đứng xe vô đây anh em ơi. Để xe xe lên của anh. Trời ơi, Windows ai đợi đó đi. Đi xui xẻo quá anh em ơi. Chồng đi ok an toàn hết. Còn về mấy anh em chạy nguy hiểm quá. Phút cua lạ mà mấy anh em cứ chạy lố chớn. Chết hết. Mà cái chỗ đó người dân nói chết mười mấy người luôn rồi. Ghê quá. Nát hết rồi.
Bây giờ mấy anh em mình đang bào về lại Sài Gòn nha anh em. Giờ này cũng 5 giờ mấy anh em. Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Đi cái đường siêu mộc về. Đường quá đẹp luôn.